Lá thư gửi đến hiệu ảnh trong rừng. Một ngày nọ, có một lá thư được gửi tới hiệu ảnh trong rừng. Anh hãy đọc lá thư này đi. Trợ lý gấu vừa đưa lá thư cho anh thợ ảnh cú mèo vừa nói. Thợ ảnh cú mèo và trợ lý gấu vội vàng chuẩn bị khởi hành. Trợ lý gấu điều khiển kinh khí cầu. Thợ ảnh cú mèo chịu trách nhiệm xem la bàn và bản đồ. Sau một chặng đường dài, cuối cùng chúng đã thấy chỗ đánh dấu trên bản đồ. Thợ ảnh cú mèo và trợ lý gấu vội vàng tìm đến gia đình đã gửi lá thư. Có phải gia đình ta đã gửi thư nói rằng muốn chụp ảnh gia đình không ạ? Không ạ. Vậy gia đình ta có biết là ai đã gửi lá thư không ạ? Tôi sẽ giúp các anh, nhưng giá như chúng tôi cũng có một bức ảnh gia đình thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc quý giá của gia đình tôi đã được ghi lại này. Cảm ơn anh nhé. Mời anh đi về hướng kia kìa. Có phải gia đình ta đã gửi thư nói rằng muốn chụp ảnh gia đình không ạ? Không ạ. Vậy gia đình ta có biết là ai đã gửi lá thư không ạ? Tôi sẽ giúp các anh, nhưng giá như chúng tôi cũng có một bức ảnh gia đình thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc quý giá của gia đình tôi đã được ghi lại này. Cảm ơn anh nhé. Mời anh đi về hướng kia kìa. Có phải gia đình ta đã gửi thư nói rằng muốn chụp ảnh gia đình không ạ? Không ạ. Vậy gia đình ta có biết là ai đã gửi lá thư không ạ? Tôi sẽ giúp các anh, nhưng giá như chúng tôi cũng có một bức ảnh gia đình thì tốt biết mấy. Khoảnh khắc quý giá của gia đình tôi đã được ghi lại này. Cảm ơn anh nhé. Mời anh đi về hướng kia kìa. Dù đã gặp rất nhiều loài vật mà vẫn không tìm thấy gia đình đã gửi thư, nhưng anh thợ ảnh cú mèo và trợ lý gấu vẫn không bỏ cuộc. Và cuối cùng, tìm thấy rồi. Hóa ra bức thư là do chú cáo con Bắc Cực đã gửi. Thợ ảnh cú mèo và trợ lý gấu vội vàng chuẩn bị chụp ảnh. Mời hai bà cháu tới chỗ này ạ. Nào, tôi chụp nhé. Khoảnh khắc quý giá của gia đình tôi đã được ghi lại này. Cảm ơn các anh nhiều nhé. Bà cáo Bắc Cực đã cảm ơn thợ ảnh cú mèo và trợ lý gấu. Đêm hôm đó, hai bà cháu cáo Bắc Cực đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng bà cáo Bắc Cực sáng hôm sau đã không thức dậy được nữa. Thợ ảnh cú
cú mèo và trợ lý gấu đã ở bên chú cáo con Bắc Cực buồn rầu. Thợ ảnh cú mèo đến bên cáo con Bắc Cực và nhẹ nhàng nói: "Cháu có muốn đi cùng với chúng tôi không?" Cáo con Bắc Cực không nói gì, chỉ gật đầu. "Nào, chúng ta xuất phát nhé." Trợ lý gấu vừa điều khiển kinh khí cầu vừa lớn tiếng. Chúng vội vàng lên đường quay về. "Bố ơi! Bố!" Vì rằng cú mèo đã vô cùng nhớ nhà. Và muốn giới thiệu thành viên mới với gia đình. Có một điều cần thiết trong những khoảnh khắc quý giá như thế này. Hãy nhìn vào đây ạ. Nào, tôi chụp nhé. Đó chính là bức ảnh gia đình.